Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xác nhận việc cấp giấy đi đường cho hai người đàn ông đến bệnh viện khám thai là có thật. Theo bà Nga, đây là do sơ suất. Bà Nga cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã yêu cầu cán bộ làm văn bản giải trình. Theo đó, người cán bộ này trình bày do chỉnh sửa không hết nội dung. Bà Nga nói, hiện tại trong công tác phòng chống dịch tại địa phương có nhiều áp lực, nên trong lúc làm việc khó tránh khỏi những sai sót. Sau đó chúng tôi sẽ đính chính công khai trên trang web của Ủy ban Nhân dân xã. Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ họp ban ngành để có hướng xử lý tiếp theo. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách của ông L, 85 tuổi, ngụ tại xã Long Định, huyện Châu Thành, và người đi cùng là ông T. Mục đích tham gia giao thông của ông L và ông T là khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Giấy đi đường này do ông Đặng Tiến Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Châu Thành ký ngày 18 tháng 9. Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thuộc tầng cao nhất trong tháp điều trị bệnh nhân COVID-19, các trung tâm hồi sức tích cực được ví như là nơi neo đậu cuối cùng cho niềm hy vọng sống của người bệnh. Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân ở đây vô cùng khốc liệt. Có những ca trực cùng lúc, các bác sĩ đã phải cấp cứu cho nhiều ca bệnh, nỗ lực từng phút, từng giây để đưa họ trở về với cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Ca trực của bác sĩ trực kíp Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ kết thúc. Nhưng các chỉ số cảnh báo trên monitor này đã phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm có của vùng bệnh. Bệnh nhân 40 tuổi vừa nhập viện được 1 ngày, tiền lượng rất nặng. Ngày đầu nhập viện, bệnh nhân đáp ứng với thở oxy dòng cao HFNC. Bước sang ngày thứ 2, bệnh nhân tiến triển nặng, khó thở. Bệnh nhân rất là trẻ, mới vào ngày hôm qua thôi. Thì có tình trạng cũng tiên lượng rất là nặng rồi, là bị viêm cơ tim cấp trên bệnh nhân bị Covid. Ngày hôm qua thì bệnh nhân vẫn còn đáp ứng với cả thở oxy liều cao, HFNC, oxy dòng cao. Nhưng mà ngày hôm nay thì diễn biến rất là nhanh, từ lúc trước khi cấp cứu khoảng 30 phút tức là bệnh nhân khó thở. Khó thở mà chúng tôi đã nỗ lực để mà thở máy không xâm nhập, nhưng mà không đáp ứng. Thế cho nên là phải quyết định nhanh để đạt ống sớm cho bệnh nhân. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân này vừa có tín hiệu lạc quan, thì cách đó một giường bệnh, nam bệnh nhân 35 tuổi lại có diễn biến nặng. Nhập viện được 10 ngày, tình trạng đã tạm ổn định, nhưng viêm phổi tăng nặng. Sau một cái gắng sức, tình trạng của bệnh nhân xấu đi rất nhanh. Không kịp nghỉ tay, các y bác sĩ đã cấp tốc cấp cứu cho bệnh nhân thở máy không xâm lấn. Do tổn thương phổi quá nặng, bệnh nhân dù hợp tác nhưng đáp ứng kém. Sau khi đặt nội khí quản thành công, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định. Thở phào với ca bệnh này, ngay lập tức, bác sĩ trực kíp Mỹ Hạnh cùng các đồng nghiệp đã phải quay trở lại với bệnh nhân 40 tuổi vừa cấp cứu trước đó. Bệnh nhân rất là trẻ, tim bắt đầu đập yếu, cái tim chịu đựng kém dần và sẽ ngừng. Và khi mà bệnh nhân đã ngừng hẳn tim thì cái cơ hội nó sẽ xuống còn rất là thấp. Em là hỗ trợ cho nên là sẽ có tác dụng tốt, cho nên là đây nên bệnh nhân đáp ứng tốt. Không giống như trong điều kiện bình thường là có thể tất cả cùng hợp lực vào, hay là cùng mọi thiết bị máy móc hay là thuốc thang đều có sẵn. Mà thuốc thang ở đây thì cũng đều phải chuẩn bị ở trên cái đồ cấp cứu, mà hai nữa là mình phải nghĩ đến cách nào nhanh nhất, hay là bất kỳ cái gì có trong tay. Thì may mắn là cũng đã đặt nội khí quản tương đối thành công và bây giờ tạm ổn định. Coi như là bệnh nhân đã qua được cái cơn nguy kịch ban đầu, thế nhưng còn cái tiên lượng về sau thì cũng vẫn còn rất là nặng. Và hai nữa là vẫn còn phải điều trị rất là dài. Còn qua được cái lúc nguy kịch, trong cái lúc diễn biến trong gang tấc đấy thì mình cũng cảm thấy thở phào. ICU được coi là ngưỡng cuối cùng để cứu sống một bệnh nhân. Các y bác sĩ ở đây luôn phải đối mặt với căng thẳng, áp lực và cả những tình huống đau lòng. Nhưng mỗi một ca cấp cứu thành công, mỗi bệnh nhân trở nặng được kéo khỏi cổ tử thì niềm vui trong họ lại được nhân lên. Bệnh nhân có thêm hy vọng sống, còn những anh hùng mặc áo blue trắng, họ có động lực để tiếp tục hết mình cho cuộc chiến này. Hà Nội đang tiến hành từng bước, thận trọng đưa cuộc sống của người dân về trạng thái bình thường mới. Việc cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại là bước điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng là mong mỏi từng ngày, từng giờ của người dân. Người dân và các hộ kinh doanh cũng rất vui mừng khi dần được quay trở lại với nhịp sống trước đây. Ngoài những ngành nghề thiết yếu, thì một số dịch vụ quan trọng khác cũng đã mở lại tại các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là tín hiệu lạc quan, cho thấy nếu chống dịch được kiểm soát tốt, thì cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường, kinh tế sẽ phát triển. Đây cũng là nội dung chính của câu chuyện sau đây của chúng tôi. Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh đã phải ngừng hoạt động theo chỉ thị 16 của chính phủ. Thời gian giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Hôm nay, chị Vũ Thị Lý đưa con trai đến hiệu sách để mua một số đồ dùng phục vụ cho việc học hành của con. Bạn ấy rất là muốn học chữ, với lại muốn tô màu, rồi là muốn viết vào bảng ấy. Thế nhưng mà không có đi chỗ nào cũng đóng cửa ấy. Thế nên là hôm nay bảo là mở cái là phải cho con đi luôn. Vâng, ở nhà không có cái việc gì, đâm ra là chỉ có xem ở trên tivi với lại xem ở điện thoại ấy, nên là con không được trực tiếp viết vào những cái sách vở rồi là bảng ấy, nên là không thể luyện cho con được nhiều. Thì các cái năm học trước thì thường thì em cũng cứ tầm khoảng đầu hay là giữa tháng 8 thì đã hoàn thiện hết tất cả các đồ dùng hay là sách vở các thứ cho các con rồi. Nhưng mà năm nay thì là do dịch bệnh nó kéo dài quá nên là cũng gây khó khăn một chút cho cả phụ huynh và học sinh. Chiếc xe máy cà tàng phục vụ việc đi lại của ông Hồ Xuân Chính đã bị hỏng. Vì công việc nên vẫn phải cố đi. Ông Chính lo sợ đang đi làm mà xe chết máy giữa đường thì không biết phải làm sao. Nghe tin các tiệm sửa xe được mở cửa trở lại, ông vội đưa xe đi sửa. Nói chung là trong thời gian giãn cách xã hội này thì xe mình hỏng thì nói chung tất nhiên là nó không có quán sửa thì tất nhiên là nó bất tiện cho mình rồi. Đi đâu cũng không dám đi xa. Thì chúng tôi đành phải chịu thôi, tức là không di chuyển được, không có phương tiện đi lại. Rất là bí. Đúng ra là các cửa hàng xe thì nên cho mở kể cả có dịch. Tất nhiên là cái mức độ giãn cách thì phải thực hiện thôi. Không đông người quá, còn nên cho người ta hoạt động để cho xe có hỏng thì nhân dân vẫn được sửa. Theo ông Tiến, chủ tiệm sửa xe máy trên phố Trần Đăng Ninh, số lượng người đến sửa xe rất nhiều, đa phần là thay dầu, xử lý những lỗi lặt vặt về bộ chế hoặc khí, xe khó nổ. Nhu cầu của khách thì đông nên từ sáng tới giờ đã làm việc không xuể. Số lượng như thế là từ sáng đến giờ là khoảng độ 15 xe rồi. Thế còn từ giờ đến chiều thì không biết là bao nhiêu xe nữa. Nhịp sống của người dân thủ đô đã bị xáo trộn những thói quen ăn quả sáng cho đến mua sắm những đồ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Không chỉ các cửa hàng bán đồ ăn mang về tất bật phục vụ khách, nhiều gian hàng thiết yếu khác như tiệm sửa xe, cửa hàng văn phòng phẩm cũng được mở cửa trở lại phục vụ người dân. Với chiến dịch phủ xanh vaccine của thành phố, trong thời gian ngắn Hà Nội sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, để đáp ứng các điều kiện trong tình hình mới, nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết chỉ bán hàng mang về, không tổ chức tập trung đông người tại các khu vực mua, bán, quét mã QR code bắt buộc với khách đến mua hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chủ cửa hàng đã kịp thời tạo điểm quét mã QR code để khách hàng khai báo để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bán hàng lâu năm trên con phố Trần Huy Liệu, khi nghe tin được mở cửa trở lại, ông Nguyễn An Sơn đã nhanh chóng tạo điểm quét mã QR code để sáng nay kịp mở hàng. Tôi mới vừa mở ra nhưng mà chắc là khách đến thì đã có cái hàng chữ đây rồi thì người ta phải chấp hành thôi. Mất công thời gian đấy nhưng mà làm như thế là tốt, giữ cho mình, cho mọi người đấy là đúng chính xác. Tôi thấy là hoan nghênh. Không, mình thấy chỉ mất 5-10 giây thôi, chỉ mở app và quét thôi, không có vấn đề gì. Mình thấy rất là bình thường, bởi vì nếu mà quét QR thì sẽ giúp cho nhà nước có thể truy vết khi mà có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đóng quán hơn 2 tháng nay, chị Nhung, chủ cửa hàng quán phở trên đường Núi Trúc, vừa mừng vừa thấp thỏm lo vì không biết lần mở cửa này được mở cửa trong bao lâu. Dù chưa thực hiện thao tác tạo điểm quét mã QR code, chị vẫn quyết định mở cửa quán. Từ trưa qua đến hôm nay thì chúng tôi không thể chuẩn bị kịp. Chúng tôi cũng sẽ làm luôn và dán lên cửa. Còn bây giờ thì biện pháp là chúng tôi dùng quyển sổ viết tên và địa chỉ, điện thoại của những người đến mua phở. Rồi để họ theo dõi xem là có cái gì phát sinh ở trong giữa nhà mình với lại họ có cái gì Covid gì đấy thì là để liên hệ cho tốt. Phường Giảng Võ có 340 cơ sở kinh doanh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn, chính quyền đã phối hợp với lực lượng công an chia thành 2 tổ trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh để phát bản cam kết thực hiện, hướng dẫn tạo điểm quét mã QR code, giám sát quản lý. Đối với những cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng dịch, phường sẽ đình chỉ việc kinh doanh và xử phạt theo đúng quy định. Hiện tại dịch vụ bây giờ thì mới bắt đầu cũng đã triển khai rồi, tuy nhiên chỉ phần lớn là chỉ có siêu thị mới thực hiện được. Bản phường Giảng Võ thì rơi vào nhiều cũng là nhà tập thể và tầng 1 thì là việc cấp giấy phép kinh doanh tại khu tập thể là không có. Không vậy đối với trường hợp này thì Ủy ban dân phường có cung cấp tài liệu cũng như là hướng dẫn trực tiếp cụ thể đến từng chủ kinh doanh để làm sao người ta đảm bảo đáp ứng được cái việc mà đảm bảo phòng chống dịch, quét mã để làm sao cho khi có tình huống xảy ra chúng ta sẽ truy vết được. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các nhà hàng dịch vụ được mở phải tạo điểm quét mã QR code để khách đến mua hàng khai báo. Trong quá trình mở cửa kinh doanh, chủ cửa hàng phải yêu cầu khách ra vào xuất trình mã QR thông qua ứng dụng Bluezone. Với người dân không có điện thoại thông minh, cài ứng dụng Bluezone có thể sử dụng mã QR in trên căn cước công dân mẫu mới và thẻ bảo hiểm y tế để quét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.